Vâng, xin chào quý vị các bạn trở lại với channel Hùng Xe Hơi Thì cũng rất lâu rồi thì em cũng chưa cập nhật cái mẫu xe Cũng rất lâu rồi thì cũng chưa có cái bản tin nào cho anh em yêu thích bán tải cả Và đầu tiên thì dành cho bán tải chắc chắn rồi Forranger XLS AT 2.2 số tự động Uh, đây là phiên bản nó bán chạy nhất của dòng foreigner hay có thể nói rộng hơn thì là bán chạy nhất của cái dòng bán tải ở thị trường việt nam vì sao vì em nó có mức giá quá hợp lý và các option trên xe thì vô cùng đầy đủ chúng ta có một chiếc xe đáp ứng đầy đủ như một cầu số tự động uh, chở tải rất ok uh, thương hiệu tốt uh, sản lượng tiêu thụ tốt đi kèm với đó là thanh lý khi chúng ta bán lại chiếc xe này cũng uh, cái mức giá cũng rất là Giữ giá và Đẩy đi để lại rất nhanh Nó giống như vai ớt của cái dòng xe con vậy Thì hiện nay cái mức giá của XLS AT Phiên bản số động một cầu Tại thị trường Bắc Ninh hay Hà Nội sẽ có mức giá bán như nào à Khuyến mại ra sao Thì trong thời điểm tháng 3 Năm 2021 tới thì Mẫu xe này Vẫn được niêm yết với cái mức giá là 650 triệu đồng đi kèm với đó là chương trình khuyến mại uh, giao động từ 10 đến 15 triệu đồng tặng kèm thêm phụ kiện chính hãng giá trị và khoảng từ 15 cũng 15-20 triệu đồng tiền phụ kiện nữa uh, chúng ta có thể bao gồm như là dán kính này chính hãng này Sẽ sàn da camera hành trình uh, nếu các bác nào khéo hay uh, có thể chờ thêm một chút thì chúng ta hoàn toàn có thể đàm phán thêm một chiếc lót thùng cao su và để có giá tốt nhất theo thời điểm thì quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với em có like, đang đi kèm trên video. À, mức giá lăn bánh hiện nay cho cái mẫu xe hot như này thì sao? Tại thời điểm này thì uh, XLSAT chúng ta lăn bánh sẽ dao động vào khoảng từ 685 đến 690 triệu đồng. Và cái mức giá trả góp cho mẫu xe này thì các bác chuẩn bị giúp em vào khoảng từ 180 đến hơn 200 triệu vì thường xe trả góp chúng ta sẽ mua thêm bảo hiểm thân vỏ toàn thời gian về cái mẫu xe này thì thật sự xrat thì mình cũng đã làm khá nhiều video rồi và cái sức mua sức bán của nó thì có những thời điểm xe này không hề được giảm giá và chúng ta nhiều khi sẽ mua luôn những cái xe mà đại lý trưng bày phụ kiện để đáp ứng cái nhu cầu đi lại hay công ty mua phục vụ cái nhu cầu sử dụng xe này mua thì đi lại trong phố quá nhàn rồi một cầu số tự động giá thì ok và bất kỳ tại thời điểm nào xlt đã giảm thì chúng ta cứ mua yên tâm vì những cái xe này giá cả thay đổi theo thời điểm theo cái lượng xe còn có lúc em nó không được khuyến mại có lúc chúng ta sẽ được giảm và đáy của nó thì sẽ dao động vào khoảng từ 15 đến 20 triệu thôi nhé à, ngoài phiên bản số động thì số sàn chúng ta sẽ rẻ hơn được 20 triệu và đi kèm với đó thì thường số sàn sẽ được khuyến mại nhiều hơn từ 5 đến 10 triệu đồng Tức là cái mức giá lăn bánh cho phiên bản số sàn tại thị trường tỉnh Thì chúng ta lăn bánh vào khoảng 670 đến 680 thôi Đấy, Còn AT thì lăn bánh ở tỉnh vào khoảng 690 Còn ở Hà Nội chúng ta phải lăn bánh vào khoảng 700 Rồi, à, các màu thì à, giống nhau Và để có cái thông tin về xe màu nào hay đặt xe giá tốt ra sao Thì quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với em Hùng có like là ký kèm trên video, đặc biệt cho ưu đãi cho những quý khách hàng đến từ bắc ninh và hay hà nội nhé. Rồi xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video báo giá tiếp theo.